I will take a hit for you， 就像我跟你们从没有别离。 We are bulletproof so far away， 若要闯一起外错。 We fight as one， there's nothing they can do。 Yeah， check。心照，一班兄弟简直同一个心跳，互相关照，无论任何情况，有福同享，有难同当，无数嘅回忆一直留住喺脑海，究竟系缘分定只系好彩？点都好，每人有自己嘅过去，之前所有嘅误会当粉笔纸抹走佢。喺战场上唔只系一班棋，每次准备出发一齐出生入死，讲到尾。真心不能代替，愿意牺牲一切，有今生无来世，有人搏攞彩，有人搏出位，我哋之间只有两个字，兄弟。非苦嘅态度永远不变，就算各自各路，总有一日必会再见。Tôi chỉ thấy có một người cứ đứng đó chần chừ, cầm súng mà không dám bắn. Tôi chỉ làm tròn trách nhiệm giải cứu con tin mà thôi. Đó là má của anh tưởng là con tin bình thường hả? Nhiệm vụ hôm nay đã thất bại, cả đội không khác gì bằng cách rồi. Tại sao anh không nhìn rõ tình hình rồi hãy bắn chứ? Sao cậu biết cậu ta không có? Nếu cậu không công tư bớ phần, tôi không nói nữa. Các anh em, hành động lên. Các anh đi vào cảnh sát bao vây. Đúng đi. Chiếc xe khả nghi thứ hai. Sếp cao. Báo cáo, tôi nhìn thấy đồng nghiệp ở tổ trọng án đi vào khu A. Tôi xin chỉ thị. Lặp lại. Dạ lớn. Lặp lại. Nghe thấy không? Yểm trợ. Này phi hổ phụ trách nhé. Bố chứ. Cô nghi phạm chạy về hướng đường quan đạo. Tại sao không làm theo nguyên tắc gì? Tôi sẽ giải thích với sếp. Tổng cục cảnh sát Hồng Kông. Mời vào. Thưa sếp, cấp trên có chỉ thị gì? Sếp cứ nói thẳng với em. Tôi muốn biết cách nhìn của cậu đối với chuyện này, cùng với suy nghĩ của cậu lúc đó. Em giải thích rõ ràng với cấp trên rồi, em cho rằng mình không sai. Phải. Lúc đó toàn bộ sự việc do Phi Hổ phụ trách. Nhưng mà trong số những người mà họ bắt, rõ ràng không có ai là chủ mưu. Đúng lúc em nhìn thấy nghi phạm, đương nhiên phải hành động ngay. Còn nữa, nhiệm vụ của Phi Hổ là hỗ trợ chúng ta chế ngự người dùng súng, mà nhiệm vụ của chúng ta là bắt được chủ mưu, hoàn toàn không hề xung đột. Ngồi đi. Có biết vì sao phải gọi Phi Hổ tới không? Bởi vì đối phương có vũ khí vô cùng nguy hiểm. Trong tình huống đối phương có vũ khí và vô cùng nguy hiểm, cậu tự ý rời khỏi đội đi tìm kẻ chủ mưu mà cậu cho rằng khả nghi, như vậy có hợp lý không? Chỉ cần có thể bắt được tội phạm, không có gì là hợp lý hay không. Nếu đó là một cái bẫy sẽ rất nguy hiểm. Câu hỏi bằng tính giả thiết em không muốn trả lời. Cậu như vậy là bất chấp sự an toàn của chính mình. Sếp nhiếm, tới sếp cũng không đồng tình với cách làm của em. Sếp muốn em phải làm sao?
chuyển làm văn phòng. Giao súng ra đây. Chuyển làm văn phòng? Lẽ ra phải cách chức tạm thời. Sếp à, tình hình lúc đó chỉ cần là cảnh sát, thậm chí là sếp, sếp cũng sẽ đuổi theo nghi phạm. Cậu nên học tin tưởng đồng đội bên cạnh mình, bao gồm cả thành viên Phi Hổ. Sếp à, không còn việc gì em ra ngoài trước. Tiếp tục chạy, không được dừng. Yes sir. Có biết tại sao mọi người trong đội chỉ có mình cậu phải tiếp tục không? Tôi biết sếp, bởi vì lần hành động trước tôi đi giúp một đồng nghiệp ở tổ trọng án. Cậu nói như vậy tức là cho rằng mình không sai sao? Không thưa sếp, mặc dù đã gọi tổng đài rồi nhưng mà chưa được trả lời thì tôi đã tự ý hành động, cho nên tôi đã làm sai. Cậu làm vậy có khác gì đồng nghiệp bên tổ trọng án không? Chúng tôi giống nhau đều tự ý hành động thưa sếp. Trả lời tôi, Phi Hổ là một đội ra sao? Là một đội có tinh thần đồng đội, có bố trí, có thể mọi lúc ứng phó với tình huống đặc biệt thưa sếp. Nếu như cậu đã biết và cũng đã hiểu, có đáng bị phạt không? Đáng thưa sếp. Nội bộ điều tra ra là tuyến truyền tin có vấn đề, nội bộ cũng phải kiểm điểm. Tôi không muốn chuyện như vậy lặp lại một lần nào nữa hết. Chúng ta là đội đã qua huấn luyện, hơn nữa còn có bố trí rất kỹ càng, không phải năm bè bảy mảng. Yes sir. Sếp à, có ảnh hưởng chuyện tôi phỏng vấn hay không vậy? Sau này mới nói đi. Sếp à, tôi chạy một mình được rồi. Tôi chạy với cậu, cậu phạm sai lầm tôi cũng có trách nhiệm, chúng ta cùng chịu phạt. Tôi dừng, cậu dừng. Yes sir. Bây giờ mày nói với tao là không lấy được hàng. Một lũ ăn hại. Thế chứ. Alo. Anh Cô La. Ai đó? Cảng quảng đường xảy ra chuyện rồi đúng không? Anh có hứng thú môi tình nổi gián ra không? Rốt cuộc mày là ai? Hay là ra ngoài nói chuyện đi. Tôi đang ở ngay cửa nè. Đây. Mau đây, mau đây. Có lên kỳ cục vậy đây cho vậy. Tự nhiên đủ. Chỉ có một mình mày thôi à? Đặt đi. Muốn tôi đặt cược? Trừ phi anh nói cho tôi biết dáng của anh mấy điểm. Nói cho mày biết mấy điểm? Có chuyện dễ ăn tới vậy sao? Hay là lấy đồ ra trao đổi đi. Chẳng hạn như một mối quan hệ hợp tác lâu dài. Tôi tên là Kenny. Làm bên nghệ thuật. Chúng ta nói chuyện đi. Sao hả? Đưa tôi đi ngồi xe buýt sao? Ủa đi rồi hay sao? Thích đánh nhau tới vậy đó hả? Nói rõ trước rồi đánh sau đi. Anh hại tôi không thể phỏng vấn, còn bị cấp trên chửi, tới súng cũng bị tịch thu. Đừng ngang ngược vừa thôi nha.
Súng của cậu bị tịch thu là chuyện của cậu liên quan gì tới tôi chứ? Tôi cũng vì bảo vệ cậu mà bị phạt, không lẽ tôi đi đánh cậu hả? Anh có biết mỗi lần xuất hiện toàn gây rắc rối hay không? Cậu nghe cho rõ đi, tôi là Phi Hổ, có rắc rối tôi mới xuất hiện, không phải tôi xuất hiện mới có rắc rối. Tôi không biết cậu nổi điên là vì chuyện thăng chức hay là nóng lòng phá vụ án của ba, nhưng mà cậu cần phải hiểu, công tư phải phân minh. Còn nữa, lẽ ra tôi cũng sắp phỏng vấn, không chỉ có cậu đâu. Tại sao không làm theo nguyên tắc? Tôi sẽ giải thích với sếp. Cái cô bé thích làm gì thì làm, về trễ hơn một bữa cơm cũng không báo, làm cho em mua quá trời thức ăn, định là tối nay nấu cho nó ăn đó. Em nhớ có khóa cửa mà. Ba của con là cảnh sát, làm gì bị con hù được. Con kêu ba má đi đón thì đã đặt vé sớm về sớm một chuyến bay. Đúng. Có âm mưu gì đây? Đúng rồi. Hai người đi theo con, nhanh lên, đi mau. Mau qua đây đi. Con làm cái gì đây? Nè. Của má nè. Chúc má phúc thọ như trời. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Năm nào cũng có hôm nay. Tuổi nào cũng có ngày này. Chúc mừng má. Thì ra con về sớm là để chúc mừng cho má đó hả? Bởi vậy mới nói là con nó có hiếu với em, về sớm để chúc mừng biết chưa? Em biết sao? Má, đáng lẽ con định làm bánh kem cho má ăn, nhưng mà ba lắp đặt đồ dùng thông minh làm con không mở được lò nướng đó. Cũng may là con không mở được, nếu không thì cháy nhà mất rồi. Ba, mở lò đi. Còn làm nữa? Phải đó, con làm cho ai ăn vậy? Làm cho Gia Lãng ăn chứ gì. Nè, đừng có hại người ta nữa. Lỡ nó ăn bánh kem con xong, đau bụng không đi làm được thì tính sao đây? Thì đó. Ba là cấp trên của ảnh, cho ảnh nghỉ phép là được rồi. Sẵn tiện để anh đi chơi với con vài ngày đi. Vậy thì xin lỗi, nói chuyện bộ phận rồi. Đi qua bên Phi Hổ. Phi Hổ? Sao ảnh không nói cho con biết chứ? Có kết quả chưa? Sếp Nhiếp, lát nữa sẽ gửi cho sếp một bạn. Tôi muốn biết trước là tin xấu hay tin tốt. Ông dám nói sao? Tôi nói giúp ông nhé. Ba ta sinh cho một đứa con trai, nhưng mà ông đã giết chết bà ta. Đây là tiếng sau khi dựng lại, sếp nghe thử xem. Không dám nói sao? Tôi nói giúp ông nhé. Bà ta sinh cho một đứa con trai, nhưng mà ông đã giết chết bà ta. Xem ra là tin tốt. Đã ra thân phận chưa? Chúng tôi đã trả hết hồ sơ rồi, không có cái nào phù hợp. Tối qua ở nhà hàng hải sản Đình Ký gần Lạc Mã Châu, phát hiện một thi thể nam, trên người có rất nhiều vết chém. Bước đầu cảnh sát nghi ngờ có liên quan đến xã hội đen báo thù. Mời vào. Tìm tôi có gì cả? Tới thăm cậu thôi. Sao? Có phát hiện gì mới chưa? Chưa tìm ra nội gián, lại chết mất một tình báo. Sao anh ta bị bại lộ thân phận? Tôi cũng không biết. Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện không hiểu nổi. Hay là ngày mai chúng ta sắp xếp hành động,
càng quét sạch sẽ một chuyến, moi rác rưởi trong mọi ngóc ngách ra hết. Không sai, làm như vậy sẽ tìm ra được những dấu vết còn lại. Nhưng mà sẽ kinh động tới một số băng nhóm, chuyện sẽ càng phức tạp hơn. Ừ, Vũ Hàng, trước kia cậu ra tay còn quyết liệt hơn tôi. Sao vậy? Sợ rồi? Đầu hàng rồi à? Hôm trả quân chương, chúng tôi bị đánh úp bất ngờ. Tôi không phục, nhưng mà cho tới ngày hôm nay, tôi cảm thấy rất bị động. Cảm giác như mọi chuyện đều nằm trong sự khống chế của người khác. Cho nên tôi không muốn hành động chủ quan. Chưa làm rõ tình hình đã hành động, rất dễ rơi vào cái bẫy của kẻ khác. Cậu nghĩ như vậy cũng có cái lý của cậu. Nhưng tôi mong cậu hiểu rằng, chúng ta nhất định phải kết thúc vụ án, bắt được nghi phạm trước khi xếp hàng thăng chức. Như vậy tôi mới có cơ hội thoát nạn, bao gồm cả cậu trong đó nữa. Vũ Hàng, nè, không phải tôi ép cậu, nhưng mà mau chóng kết thúc chuyện này đi. Bánh dứa dầu của anh nè. Cảm ơn nha. Chà, ý anh là sao đây? Tôi giúp anh hoàn thành giao dịch của cô La, anh đưa tôi bánh dứa dầu, lại không có dầu nữa. Thanh đạm chút mà. Anh quan tâm tôi quá đi. Còn đưa tôi tới chỗ lãng mạn như vậy, ra ngắm biển, tôi thấy sợ lắm đó. Trong tình hình hiện giờ, cách thức gặp mặt như lúc trước không có dùng được nữa. Lúc trước muốn gặp tôi thì bắt tôi về sở cảnh sát. Sao đây? Ở sở cũng muốn nội gián sao? Còn chưa chắc. Mấy gián điệp gặp chuyện ở các bộ phận khác nhau, người nắm được thông tin của bọn họ chứ cũng không nhỏ đâu. Có một người đang ngồi ở chức vị có khả năng làm chuyện này. Anh Thái sao? Không phải chứ, anh ta vừa mới nhận thưởng mà, chắc không tự hại mình đâu. Hay là chúng ta lật lại vấn đề xem, rốt cuộc là ai mong anh Thái xảy ra chuyện? Tình hình bên anh thế nào? Có gì đâu, nhưng phim dài tập Quảng Đông, lệnh truy sát giang hồ. Tôi giúp được gì cho anh? Mua sẵn đèn cày thờ cho tôi đi. Đừng có nói mấy chuyện xui xẻo đó. Mấy băng nhóm khác nghĩ gì về chuyện này? Cho mèo dân chuột, có người đang giúp họ đuổi hết mèo ra khỏi hang chuột. Đương nhiên chuột thấy vui rồi. Bây giờ ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, tôi không bị ai phát hiện, coi như may mắn lắm rồi. Anh gặp chuyện tôi sẽ cứu anh. Tôi mà gặp chuyện gì được chứ, nói toàn mấy chuyện xui không à. Yên tâm đi. Xin lỗi nha. Không phải cậu bị định trước tôi sao? Tìm tôi làm gì?
đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Giúp tôi tìm cô La gấp đi. Lâu lắm không lăn lộn, tôi không biết. Tôi cũng không dám đi hỏi. Tại sao? Phía cậu có chuyện hả? Nghe nói phía Hoàng Phúc bắt được hai tên gián điệp, bị xử theo luật giang hồ rồi. Tôi không biết lại. Một người tên Quy, một người tên Điền. Nghe có quen không? Làm ơn tránh qua giùm. Là do ai hả? Tôi không biết. Người ta nói sao thì tôi nghe vậy mà thôi. Cụ thể thế nào thì không một ai biết. Tôi sợ nhất người tiếp theo là tôi đó. Yên tâm đi, có tôi ở đây mà. Chạy mau. Sư phụ, có chuyện rồi. Em và một tay trong bị truy sát. Tụi em đang ở trạm xe điện Thương Hoàng. Hiện ra thi thể của hai đồng nghiệp ở quan đường. Chúng ta phải kêu các tay trong về, hoặc là tìm người bảo vệ họ. Dù cho bây giờ cho họ ở trong căn phòng an toàn cũng vô ích. Hồi nãy anh ta bị truy sát, em đi chung với anh ta. Cậu hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ cậu làm văn phòng, không nên có mặt ở đây. Em biết là mình bị chuyển công tác, nhưng mà em cũng biết họ gặp nguy hiểm. Cậu có từng nghĩ tại sao các tay trong lại bị phát hiện không? Ý sư phụ là sợ cảnh sát có nội gián. Hả? Vậy đám tay trong bọn tôi chết chắc rồi. Nè, anh đi đâu? Không ai cứu thì chỉ có thể tự mình cứu mình thôi. Tôi đã nói sẽ giúp anh mà. Bây giờ cái súng anh còn không có thì giúp cái kiểu gì nữa đây? Đối kháng hôm nay, Gia Lãng đội trưởng đội A, Khi Bi đội trưởng đội B. Mục tiêu: đánh bại tay bắn tỉa của đối phương. À đúng. Đội B gọi xếp lô. Đội B đã đến được nơi chỉ định, xin chỉ thị. Hiện trường có tai nạn bất ngờ. Bây giờ Diễm Phi là đội trưởng mới của mọi người. Bên trên là mục tiêu của chúng ta.
Let's go. Đi. Đi. Theo tôi bởi đi. Báo cáo vị trí. Ở trên đỉnh tòa nhà phía sau. Mau rời khỏi đó. Ở đó không có vật che chắn, rất nguy hiểm. Tôi là tay bắn tỉa, tôi biết chỗ nào an toàn. Đừng vậy nữa mà. Phụ nữ làm tổ trưởng thôi, bỏ qua đi không? Gia Lãng, sao ông tắm đi? Tôi đang nghĩ người của đội các cậu chỉ có Dĩ Phi còn sống, không thấy mất mặt hay sao? Phi Hổ chúng ta coi trọng tinh thần đồng đội, chỉ vì cổ là con gái mà không tin tưởng, hành động sau này rất có thể mất mạng, làm sao hợp tác được? Hai người hợp tác mới là trời sinh một đôi đó. Nói cái gì vậy? Đúng rồi, còn gì? Đúng rồi, còn gì? Làm đội trưởng cảm giác thế nào? Rất tốt. À, cậu Gia Lãng đó ứng biến rất nhanh nhẹn, ít ra cậu bị tôi đánh bại trong một hai chiêu. Nếu rảnh có thể tập trung. Vẫn háo thắng vậy sao? Đương nhiên rồi, giỏi lên rồi có thể đánh với sếp mà. Hay là cho cô ngồi chỗ của tôi luôn? Được đó, vậy thì không cần cực khổ nữa rồi. Một đứa con gái như cô ở trong đám con trai phải biết cẩn thận một chút đó. Dạ biết rồi, chú Lê Thần. Đừng có gọi là chú. Tổ trưởng tổ B cũng không mãi mãi là cô đâu. Hiểu rồi, cạnh tranh công bằng mà. Sếp cũng đừng vì ba tôi mà đặc biệt chiếu cố tôi đó, xin lỗi. Alo. Cho hỏi mấy người ạ. Tôi muốn tìm Hoài Vinh Hiền. Ờ, ông nói ai? Giám đốc cậu đó. À, ông chờ một chút. Anh cậu à, có người tìm anh kìa. Tôi đang nghỉ ngơi, không tiếp khách đâu. Cậu còn lo cho con trai cậu không? Cho ta vào đi. Dạ, mời theo tôi. Alo, phải tôi đây. Tôi có chuyện không tới được. Tôi nhờ đồng nghiệp tới thay có được không? Cảm ơn cô rất nhiều. Gia Lãng à. Anh cậu. Trường hợp của con trai cậu gọi cho tôi. Sao không gọi cho cậu? Lần nào con trai cậu có chuyện cũng đều tìm tôi. Tại sao chứ? Bởi vì tôi rất bận mà. Ờ à, phải rồi. Chai rượu này á, năm ngoái giành được giải rượu nho. Tôi đã nhờ rất nhiều quan hệ mới lấy được ba chai. Ngon lắm đó. Rượu của cậu còn quan trọng hơn con trai mình sao? Cái thằng nhóc đó không sao đâu. Cậu mặc kệ nó cũng sống tốt mà. Lúc nhỏ chúng ta cũng giống như vậy thôi. Trời sinh trời nuôi. Cậu cứ yên tâm đi. Tại trường học việc bé xé to thôi. Cứ hở chút là tìm phụ huynh. Mấy tuần trước nó trốn học. Tuần này đánh nhau hai lần trong trường học nữa. Hôm nay bị phạt ở lại trong lớp. Chúng ta lớn lên ở cô nhi viện, không có ai dạy. Nhưng cũng biết phân biệt tốt xấu mà. Nếu không thì cậu cũng không cùng tôi đi thi làm cảnh sát. Tôi không biết tại sao cậu đi sai đường. Tôi không tin lương cảnh sát ít hơn lương cậu đậu xe cho khách. Ai có thể đậu xe ở đó? Trong lòng mọi người đều biết. Tôi biết cậu đi theo cô La, cho nên mới có thể sống đầy đủ tiện nghi như vậy. Cậu biết rõ con đường này cuối cùng sẽ về đâu. Cô nghĩ thằng bé sẽ đi theo vết xe đổ của cậu không? Không phải tôi không chịu dạy nó, là nó không chịu nghe tôi thôi. Con trai cậu thường nói cậu là người xấu, cậu có biết không? Thì tại người đàn bà kia lúc trước cứ nói nó như vậy, nó mới không tin tôi thôi. Cậu nhìn cậu giống người tốt sao? Đúng vậy, tôi là người xấu đó. Con
con trai tôi là con trai người xấu. Cho dù nó thật sự trở thành xấu xa thì chỉ trách số của nó không được tốt mà thôi. Tôi không tin số phận. Tôi cũng không tin. Nhưng mà số phận là gì? Giống như tôi lúc trước ở sở cảnh sát, số hiệu của tôi... Anh cậu, đại ca đã gọi anh. Nếu như cậu vẫn còn muốn đón con cậu về, cứ việc tới tìm tôi. Tôi đã nhờ đồng nghiệp tới trường đón thằng Liêm về giùm tôi rồi. Sếp Lôi à, William trốn ra khỏi trường rồi. Tôi đã gọi cho nó chưa trả lời. À chờ chút đã, chắc là nó gọi cho tôi. Em là William hả? Ừ. Em nên gọi anh là anh Lãng. Sao lại trốn ở đây? Có người muốn bắt em. Là ai vậy? Mấy tên đầu gấu đó. Đầu gấu? Ừ. Nè, em đừng có sợ, anh là cảnh sát mà. Xuống đây. Ừ. Sao, kiếm ra nó chưa? Không có. Không có. Nè, đứng lại. Đứng lại giống con. Nè, muốn gì đi? Tao tới đón cháu tao, liên quan gì tới mày? Ai là cháu của mấy người? Có liên quan tới tôi hay không? Thì ngại quá, nhận lầm người, đi thôi, không liên quan tụi mình. Đi à. Em không nói dối. Ừ. Đi. Anh cậu, có chuyện gì? Đại ca có chuyện kiếm anh. Vậy sao, chuyện gì vậy? Chắc muốn nói chuyện với anh, tóm lại có chuyện muốn tìm anh. Được thôi, lên xe mau đi. Đi. Quỳ nhé, giúp tôi định vị số 62127192 ngay bây giờ. Sau khi tìm được gửi cho tôi, mọi người ở trong phòng đợi điện thoại của tôi. Vô đi. Đại ca, tìm em gấp có chuyện gì không? Tới rồi hả? Giới thiệu người này cho anh làm quen. Kenny, sau này sẽ thường xuyên hợp tác với chúng ta. Anh Kenny. Hồi nãy lúc anh chưa tới, đại ca của anh không ngừng khen anh, nói anh rất có bản lĩnh. Đại ca đúng là biết nói đùa mà. Tôi là lính lát thôi, có bản lĩnh gì chứ. Gần đây trên giang hồ không phải có rất nhiều tay trong bị bắt ra xử theo gia pháp hay sao? Nè, cái đi làm đó. Tôi học khoa tâm lý. Trước giờ tôi rất muốn biết xem rốt cuộc trong lòng mấy tên nội gián nó nghĩ gì. Không cần nghĩ lung tung, sau khi nói chuyện với họ, tôi phát hiện có một điểm chung, chính là chẳng có cảm giác tồn tại, rất sợ bị người ta phát hiện. Nếu như là vậy, tôi sẽ giúp bọn họ nhân tiện coi như tặng cho người trong ngành một món quà gặp mặt. Anh nói phải không? Anh Kenny đúng là có bản lĩnh lắm, khó như vậy mà cũng tìm ra được, giỏi lắm. Theo tôi qua đây. Phải rồi, anh có thích chụp hình không? Mấy người làm tay trong đều không thể chụp hình, thảm thiệt. Con người bây giờ
trước khi ăn uống đều thích chụp hình thi thể. Tôi cũng hay vậy. Người này ở bên Hồng Đồ, quán bar bị càn quét là do hắn báo. Còn tên này là bên Hải Liên, xưởng sản xuất ma túy bị càn quét là nhờ công của hắn. Còn tên này thì bắt tại trận, lúc hắn chết chẳng vui chút nào hết. Lãng phí. Xem ra anh Kenny không thuộc về băng nhóm nào mà cũng rất bản lĩnh. Anh còn muốn biết à? Đâu có, chỉ là hiếu kỳ nên hỏi thôi. Con người có tính hiếu kỳ là bình thường, nhưng hiếu kỳ quá sẽ thành nguy hiểm đó. Gần đây xảy ra một chuyện. Anh cô La có lô hàng bị cảnh sát tóm được rồi. Kỳ lạ nhất chính là đám cảnh sát dường như biết hết đường đi nước bước. Anh nói coi, bên cạnh anh cô La có tay trong hay không? Tôi tìm ra được người này rồi. Đại ca nói là anh rất giỏi giang, nên để anh nói xem rốt cuộc là người nào nữa. Ông Bách, có chuyện gì? Anh Tuấn, sếp giám đốc nói có nhiệm vụ khẩn. Tại sao không ai nói cho tôi biết? Địa điểm ở đâu? Sếp nói bây giờ anh làm văn phòng cho nên ngay cả tôi cũng không thể nói hay sao? Nói đi. Bây giờ có được cảm giác tồn tại rồi chứ. Giết người phải từ từ thôi, vậy mới gọi là nghệ thuật. Alo, nhà hàng Khôn Ký Trà phải không? Một phần cơm cà chua chiên trứng. Alo, nhà hàng Khôn Ký Trà phải không? Một phần cơm cà chua chiên trứng. Alo. Ê, chắc tôi gọi lầm số rồi. Phải không ông Nhiếp Vũ Hàn? Rốt cuộc cậu muốn thế nào? Không hổ là sếp Nhiếp. Đến cả tay trong của anh cũng đặc biệt thông minh. Biết đổi tên của anh thành nhà hàng Khôn Ký Trà. Khi tôi bắt được hắn, hắn đã gửi một tin nhắn cho anh. Đến bây giờ chắc đã được 40 phút rồi. Nếu bây giờ anh lái xe đủ nhanh, chắc chừng 3 phút nữa là kịp tới đây rồi. Nhưng mà tôi không biết hắn có thể chịu đựng được tới 3 phút không đó. Cũng không sao, nếu anh tới mà hắn chịu không nổi thì sẽ có món ngỗng quay. Hiện trường có tay trong, số người được trang bị của đối phương không rõ ràng. Mọi người cẩn thận đó. Yes sir. Sếp Lôi, hôm nay tôi đi đón bé Liêm, có người muốn bắt nó. Bé Liêm nói định bắt nó đi gặp ba của nó. Tôi đưa nó về nhà rồi, nhờ hàng xóm chăm sóc giùm. Nhiệm vụ kết thúc tôi sẽ xử lý. Cảm ơn. Sư phụ, em tới gần đó rồi. Nơi này có kho hàng. Em còn thấy xe của cô La. Ngoài ra còn có một người chưa từng gặp. Tại sao cậu ở đó? Bây giờ cậu làm minh văn phòng. Lập tức điều động cảnh sát cho tôi.
Sư phụ, tên đó có vấn đề. Em bám theo hắn, có phát hiện em sẽ báo ngay. Bên trong khói mù mịt, không nhìn thấy bất cứ vật thể di động nào. Tôi có một tay trong bị kẹt trong đó, anh ta vừa gửi tín hiệu cầu cứu cho tôi. Báo cáo tình hình xung quanh đi. Khu phụ cận không phát hiện đối tượng khả nghi nào. Dạ đúng nói, chủ mưu đã chạy rồi. Phá cửa vào đi. Yes sir, phá cửa vào trong. Okay.
hay quái.